Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và tích cực giảm bớt đau thương cho họ, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, những năm qua các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là buổi khám bệnh nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 250 đối tượng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ của tỉnh đã quan tâm để về địa phương khám và cấp thuốc cũng như tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo trong xã hội. Mong sao như vậy là Hội chữ thập đỏ cũng như các ban ngành đoàn thể của tỉnh sẽ phát huy và thực hiện nhiều hơn nữa để quan tâm đến các đối tượng trong cộng đồng xã hội. Chúng tôi là người đi tham gia ở trong chiến trường. Thế mà hôm nay mà được nhà nước quan tâm đến mà cho chúng tôi đi khám thế này, chúng tôi rất phấn khởi. Với mong muốn góp phần giáo dục cho các em hình thành nên ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với công ty Ascot International Management Việt Nam tổ chức truyền thông phòng chống đuối nước và tặng quà cho 350 em học sinh của trường mầm non Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Buổi thăm và tặng quà này và tư vấn này cho nhà trường thì tôi cảm thấy rất là ý nghĩa đối với lại nhà trường chúng tôi và cũng như là các cháu. Thì các cháu đã được hiểu biết thêm và biết được cái một số cái cách phòng tránh đuối nước trong cái dịp hè. Còn đây là buổi tư vấn các bệnh về mắt cho các em học sinh trường tiểu học Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, được Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện mắt Alina tổ chức. Tại buổi khám mắt, đoàn đã tặng 50 cặp kính mắt cho 50 em học sinh bị bệnh về mắt. Hôm nay em rất vinh dự khi được các cô chú của đoàn chữ thập đỏ của tỉnh về thăm và cắt kính cho chúng em. Thay mặt các bạn học sinh của trường tiểu học Lệ Xá, em xin chân thành cảm ơn các cô các chú của đoàn. Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được các cấp hội chữ thập đỏ xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, tổ chức các đợt khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho những thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội tổ chức được 4 đợt khám bệnh cho trên 3.000 lượt người với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Bên cạnh công tác phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng thực hiện nhiều hoạt động khác như phòng chống tai nạn thương tích nhằm giảm thiểu tối đa nạn nhân bị tử vong ở cộng đồng, tổ chức 2 lớp tập huấn, duy trì phát triển 8 điểm chốt sơ cấp cứu. Ngoài ra, các cấp hội còn tập trung trong công tác hiến máu, tổ chức 17 đợt hiến máu, thu hút gần 7.000 người tham gia, tiếp nhận được trên 5.400 đơn vị máu, góp phần vào công tác cứu chữa, điều trị bệnh cho người cần, vận động 35 người tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng. Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đơn vị để đẩy mạnh công tác về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe và tặng thuốc miễn phí cũng như tặng quà nhân đạo. Đồng thời, Hội chữ thập đỏ tỉnh còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tiếp tục củng cố và thành lập một số trạm chốt sơ cấp cứu, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện để cứu người, cũng như là hiến mô, hiến tạng và bộ phận cơ thể người. Những việc làm ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã giúp đỡ những người nghèo, người khuyết tật phơi đi những khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.